Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện trải bài dự đoán chung dành cho các bạn thuộc nhóm nước. Nhóm nước thì có là song ngư, cự giải và bọ cạp. Và trong cái video trải bài dự đoán chung này mình sẽ cố gắng trải cả về khía cạnh công việc, tình cảm là lẫn một số lời khuyên nếu có dành cho cái sự phát triển cá nhân của các bạn. Và lưu ý với các bạn vì đây là trải bài chung cho nên nó có thể không hoàn toàn đúng với tất cả các bạn. Các bạn hãy đón nhận những thông tin có liên quan đến mình, đón nhận một cách chọn lọc và cởi mở. Nếu như các bạn cảm thấy cái chi tiết nào nó không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Cung ở đây thì không nhất định phải là cung mặt trời, cung theo ngày sinh mà nó còn có thể là cung mọc hoặc là cung mặt trăng của các bạn. Các bạn có thể lập một lá số cho riêng bản thân mình với theo cái đường link mà mình đã dẫn ở cái phần mô tả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trải bài ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với các bạn bọ cạp. Chào bọ cạp, đây là trải bài dự đoán chung tổng quan về tình hình tháng 10 dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của bọ cạp tháng 10 sẽ như thế nào nha. Có một cái điều mà khi mà mình vừa mới lật bài của các bạn bọ cạp, mình thấy ngay lập tức đó là cái tháng 10 này giống như là một cái tháng mà các bạn sẽ kiểu giống như là quẩy lên rất là có thể có rất là nhiều buổi tiệc, rất là nhiều cái sự tiệc tùng, hoặc là bạn cảm thấy mọi thứ rất là hay, bạn thích tụ tập, thích đi gặp gỡ bạn bè, thích tham gia những cái buổi tiệc. Ok, về khía cạnh của các bạn trong công việc đó thì mình thấy thứ nhất đó là các bạn sẽ trong công việc các bạn có thể có một cái buổi tiệc nào đó, hoặc là các bạn sẽ có được những cái giây phút nó hòa hợp hơn, thư giãn hơn với đồng nghiệp của các bạn. Cũng có thể ở đây là các bạn sẽ có gặp được, hội ngộ được một cái người bạn nào đó ở trong cái công việc, đồng nghiệp, có thể là có một cái đối tác mới, một cái đồng nghiệp mới mà các bạn nhận ra rằng đây là cái người bạn cũ các bạn. Nhìn chung là trong cái mối quan hệ của các bạn trong vấn đề công việc của tháng 10 này á, thì mình thấy là nó khá là ổn. Nó khá là vui vẻ, nó có nhiều cái giây phút thoải mái. Và ở đây á, mình thấy là tuy nhiên là cái nhịp độ công việc của các bạn trong tháng 10 thì mình thấy nó sẽ tương đối nhanh. Nó sẽ nhanh hơn so với những cái tháng khác. Có thể là các bạn có nhận được rất là nhiều dự án, hoặc là việc này chưa xong lại đến việc khác, hoặc là kiểu giống như là sếp bỗng nhiên dời các lịch deadline. Đáng lẽ là ngày 10 đi thì bây giờ là còn là ngày 7 hoặc là ngày 6. Có nghĩa là trong cái công việc các bạn á, nó đòi hỏi các bạn một cái sự phản ứng nhanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ tương đối dồn dập, ở đây mình cảm thấy nó sẽ khối lượng nhiều lên, và đương nhiên á, là đi kèm với cái sự nhiều lên đó thì các bạn sẽ có cái sự mở rộng về khía cạnh tài chính và cái việc mà các bạn nhận thêm dự án hoặc là được thêm cái nhiệm vụ, hoặc là bị sếp hoặc là cấp trên tạo những cái sức ép về công việc á. Nó là một cái cánh cửa cho các bạn, giúp cho các bạn có thêm nhiều cái giá trị gia tăng về tài chính, về chuyện tiền bạc của các bạn. Cho nên khi mà các bạn gặp cái trường hợp này á, thì mình cảm thấy cứ các bạn cứ thoải mái, cứ đón nhận cái việc này nó là tốt cho các bạn. Và mình thấy á, cái sự gọi là tạm gọi là đây giống như là một cái sự thử thách để cho những cái nhân vật cấp trên của các bạn, họ một phần họ đánh giá cái khả năng của các bạn. Cho nên các bạn sẽ có một cái tháng tương đối bận rộn cả về việc công việc lẫn bận rộn về cái sự vui chơi, cái sự hội họp, những cái buổi tiệc với đồng nghiệp, với cơ quan, với hội nhóm của các bạn. Và mình thấy ha, tuy nhiên các bạn sẽ có hai cái thái cực, có nghĩa là ở đây á, mình có cái cảm giác là khi mà các bạn ví dụ như đầu đầu giữa tháng các bạn vui đi, các bạn rơi vào trường hợp là đầu giữa tháng tốt, mọi thứ ổn vui vẻ, thì nửa sau của tháng á thì các bạn sẽ rơi vào một cái tình trạng là các bạn bị quá tải. Có nghĩa là làm nhiều quá rồi xong bắt đầu các bạn mệt, các bạn không có muốn nhận việc nữa, các bạn cảm thấy là
đuối, các bạn cảm thấy không có còn muốn nữa. Bây giờ có dù có nhiều tiền thì tôi cũng không còn thích nữa, đại khái là cái dạng như vậy đó. Nhưng mà mình thấy cái việc mà cái khối lượng công việc nó nhiều, cái việc mà mọi thứ nó chạy với các bạn á, nó đổ lên người các bạn, thì nó sẽ còn phải kéo dài vài tuần nữa, có thể là sang đầu tháng 11 thì các bạn mới có thể giảm bớt được cái công việc, hoặc là cái khối lượng công việc nó mới được bớt đi. Và ở đây á, mình thấy là các bạn nào mà các bạn có muốn 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 xin việc á, muốn đang đang có một cái dự định đổi việc, hoặc là đang chờ một cái kết quả tin tức nào đó từ cái công việc mới á, thì mình thấy các bạn sẽ nhận được cái tin tức đó. Và cái tin tức các bạn nhận được có khả năng rất là cao, đó là một cái tin tức tốt, một cái tin tức đại loại như kiểu có thể là ví dụ các bạn chờ tin đậu hay rớt đi, thì có khả năng rất là cao cái việc đó nó sẽ đậu. Và ở đây á, mình cảm thấy á, là nếu các bạn rơi vào trường hợp các bạn đi tìm một cái công việc mới chẳng hạn, thì các bạn có thể hướng nhiều về cái một cái công việc nào đó mà ví dụ như ở nơi đó các bạn đã có người quen, hoặc là có bạn bè làm ở đó, thì mình thấy là cái việc các bạn xin hoặc là việc các bạn đi cái con đường đó nó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Về khía cạnh tình cảm á, thì mình thấy cái tháng này á, về tình cảm của các bạn á, là một cái tháng mà mình cảm thấy có một cái trường hợp trong cái trải bài này, đó là các bạn đã buông một cái mối quan hệ nào đó nó không có phù hợp với các bạn, để các bạn lựa chọn chính bản thân mình. Các bạn sau khi các bạn buông cái mối quan hệ đó, thì các bạn cảm thấy là đáng lẽ mình nên lựa chọn cái điều này sớm hơn, mình nên lựa chọn cái điều này nhanh hơn, thì mình đã không có trải qua cái trải nghiệm này. Ở đây á, mình thấy là không phải vì các bạn buông bỏ các bạn mới yêu bản thân, mà ngược lại, vì các bạn học được cái cách các bạn yêu bản thân các bạn tự thỏa mãn những cái cảm xúc của mình, các bạn tự thỏa mãn, tự làm chỗ dựa cho chính bản thân mình á. Từ đó, từ cái góc nhìn đó, các bạn mới khám phá ra được những cái điều nó không phù hợp, nó không thích hợp trong mối quan hệ các bạn, và các bạn quyết định buông cái mối quan hệ này ra. Và mặc dù các bạn buông cái mối quan hệ này ra, nhưng mà các bạn vẫn rất là lạc quan với chính bản thân mình, lạc quan với cái cuộc sống của mình, và các bạn là một cái người tự chủ trong cuộc sống. Các bạn không có cảm thấy giá trị của mình bị giảm đi, bị thu hẹp lại, hoặc là bị khuyết thiếu do các bạn từ bỏ cái mối quan hệ này, mà ngược lại, các bạn cảm thấy mình càng có giá trị hơn, càng tốt đẹp hơn. Cho nên nếu các bạn nào mà các bạn đang chần chừ không biết là có nên bước ra khỏi một cái mối quan hệ độc hại hay không á, thì mình thấy là câu trả lời là có, các bạn nên bước ra khỏi cái mối quan hệ đó. Và với những cái bạn nào mà các bạn còn độc thân á, thì cứ hãy tận hưởng những cái cảm giác vui vẻ, tận hưởng những cái sự nhiệt tình, tận hưởng những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống của các bạn, và hãy cứ tiếp tục lạc quan. Thật ra mình cảm thấy ở đây á, các bạn mà còn độc thân á, các bạn đang rơi vào trong cái tình huống là các bạn đã thỏa mãn rồi, các bạn đã có đủ những thứ các bạn cần rồi, và bây giờ cái việc cái đối tác có đến hay không á, đó là một cái yếu tố bên ngoài, có cũng được, không có cũng được, có thì vui thêm, mà không có thì cũng không có khiến các bạn buồn, các bạn đang rất là tận hưởng cái cuộc sống. Và trong cái tháng này ha, mình cảm thấy đặc biệt là những cái bạn nào mà các bạn làm ở cái lĩnh vực mà nó cần thiết cái sự rất là cần cái sự sáng tạo nghệ thuật á, thì mình thấy các bạn sẽ gặp tương đối thuận lợi, bởi vì các bạn mình cảm thấy các bạn có thể nảy sinh rất là nhiều cái cảm hứng. Ví dụ như đột nhiên các bạn đang đi đường, hay là các bạn đang làm một cái việc gì đó, các bạn nghĩ đến một cái ý tưởng, một cái gì đó nó lóe lên trong đầu các bạn, hoặc là các bạn có những cái sự khai mở nó rất là đạm gọi là rất là kỳ diệu, các bạn sẽ cảm thấy giống như là cái này, cái ý tưởng này chắc là từ một cái nơi nào đó gửi tới cho tôi, chứ tôi không thể nào có cái ý tưởng mà nó hay ho như thế này được. Thì ở đây mình thấy các bạn sẽ được rất là nhiều cái sự nguồn cảm hứng như vậy, và các bạn cũng được khuyến khích là gần gũi với tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Các bạn có thể trồng cây, nuôi thêm thú cưng, hay là ăn thực dưỡng, hoặc là ăn chay, hoặc là ăn những cái sản phẩm sạch, sử dụng cái lối sống sạch. Và những cái lúc mà các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn cảm thấy không có được thoải mái, bị stress này nọ, thì các bạn có thể ở gần tự nhiên, hoặc là ví dụ như mua cho mình một bó hoa chẳng hạn. Đại loại như vậy á, thì mình cảm thấy là các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhìn chung cái liều thuốc để các bạn trị stress ở trong cái tháng 10 này, đó là cái việc các bạn gần với thiên nhiên, sử dụng cái vật phẩm từ thiên nhiên, thuần thiên nhiên, xanh, sống trong một cái môi trường mà ví dụ như có nhiều màu xanh, có nhiều cái bầu không khí trong lành, nhiều hoa, cỏ, cây cối, động vật, thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn bọ cạp ở trong cái tháng 10 này. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau.
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với các bạn song ngư. Chào song ngư, đây là trải bài dự đoán chung tổng quan về tình hình tháng 10 dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn có gì nha. Các bạn song ngư trong tình cảm các bạn có top 3 ổn chính à. Ok, ở đây đầu tiên là mình cảm thấy cái tháng 10 này á là một cái tháng nó sẽ đánh dấu nhiều cái cột mốc cho các bạn song ngư. Nó không nhất định phải là một cái gì đó rất là to lớn trong cái cuộc sống của các bạn, ví dụ như là đột ngột được thăng lên làm giám đốc này nọ, nhưng mà mình thấy nó sẽ đánh dấu một cái bước ở trong cái chuyển biến về mặt tinh thần của các bạn. Ở đây á, mình thấy nhất á, là về vấn đề công việc trước ha. Về vấn đề công việc thì nó có hai trường hợp thế này. Trường hợp thứ nhất á, là đối với các bạn song ngư nào mà các bạn tự nhiên các bạn cảm thấy là mình không còn phù hợp với công việc mình đang làm nữa, hoặc là các bạn cảm thấy là cái môi trường này nó không có còn có những cái gì mà mình có thể học thêm được nữa, mình không có thể phát triển thêm được nữa trong cái môi trường này, mình đã đi đến cái đỉnh cao nhất rồi, cái nơi này nó không có còn, giống như là các bạn đã không có còn vừa với cái chậu đó nữa rồi, các bạn bây giờ là một cái cây trưởng thành và nó phải thoát ra khỏi cái chậu đó rồi, các bạn đã trở thành một cái, không phải một cái người khác mà là các bạn đã phát triển thêm lên và cái nơi này nó không còn phù hợp nữa. Cũng có thể là các bạn sẽ tìm đến một cái nơi nào đó nó cao hơn, nó chuyên nghiệp hơn, hoặc là các bạn đổi sang một ngành nghề khác, bởi vì hành trình khám phá của các bạn đối với cái lĩnh vực này đã kết thúc. Cho nên dù là trong cái trường hợp nào thì mình cảm thấy các bạn cũng hãy tin vào cái cảm giác, cái suy nghĩ và những cái cảm nhận của các bạn, bởi vì cái điều này nó xảy ra do có cái sự thay đổi ở bên về cái mặt tâm thức của các bạn, có những cái sự thay đổi về về cái hành trình phát triển cá nhân của các bạn có những cái bước tiến lên. Chính vì điều đó, khi mà các bạn tiến lên và các bạn lắng nghe nhiều hơn cái bản thân của mình, các bạn trở về nhiều hơn với bản chất của mình á, thì các bạn có thể sẽ phải buông, hoặc là các bạn sẽ cảm thấy không phù hợp nữa với một số thứ mà nó được xây dựng dựa trên những cái danh tính giả của các bạn. Cho nên ở đây, nếu các bạn song ngư nào các bạn đang có cái suy nghĩ là có nên đổi việc hay không thì hoặc là nên thay đổi công việc luôn, thì các bạn hãy lắng nghe nhiều hơn cái ý muốn đó của mình. Còn trường hợp thứ hai á, thì mình thấy là những cái gì mà các bạn xây dựng trong công việc, những cái gì mà các bạn cố gắng nỗ lực trong công việc, ví dụ các bạn theo một cái dự án rất là lâu rồi, hoặc là các bạn luôn nỗ lực nhưng mà trước giờ các bạn thấy là người khác được công nhận, người khác được thăng chức, người khác được lên lương thế này thế kia nhưng mà mình không được, hoặc là tại sao mình không được cái thành tựu gì trong trong công việc sự nghiệp, thì mình thấy là cái giây phút các bạn có thành tựu nó đã đến rồi. Có nghĩa là đã đến giây phút các bạn gặt hái thành quả, đã đến lúc mà các bạn giống như kiểu thu hoạch vậy đó, các bạn đã rất là nỗ lực để trồng cây và đây là lúc để các bạn thu hoạch cái trái ngọt từ cái cây đó, và mình thấy rằng có thể là trong cái tháng mới này các bạn sẽ nhận được một cái giải thưởng nào đó, hoặc là được vinh danh, hoặc là các bạn sẽ được nêu như một cái tấm gương tiêu biểu, cũng có thể là các bạn sẽ đạt được một cái dự án mà gọi là để đời ở trong cái sự nghiệp của mình, các bạn có thể đạt được ví dụ như là nhân viên của tháng, nhân viên của quý, hoặc là nhân viên xuất sắc nhất, đại khái là như vậy. Và mình thấy nó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng các bạn đã đến được cái giây phút mà các bạn được thừa nhận những cái công sức các bạn nó đã được có kết quả rồi. Và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là các bạn phải có niềm tin, các bạn phải có sự tin tưởng vào chính bản thân mình và vào những cái tiềm năng vô hạn của bản thân. Các bạn nên tin rằng là không có cái gì giới hạn các bạn ngoài trừ cái niềm tin các bạn hết, và lắng nghe nhiều hơn cái trực giác, cái cảm giác của bản thân mình. Và mình thấy ở đây ha, các bạn sẽ có đầu tháng và cuối tháng nó tương đối có nhiều cái sự thay đổi, có nhiều cái dấu mốc, nhưng mà cái giai đoạn giữa tháng á, nó vẫn sẽ mang một cái xu hướng là nó hơi chậm, hoặc là nó sẽ hơi
hơi mang tính lặp lại, nó sẽ không có quá nhiều cái sự biến động. Nhưng mà trong đầu tháng hoặc là cuối tháng á, đầu tháng và cuối tháng á, các bạn sẽ có những cái sự chuyển biến ở trong khía cạnh công việc, và các bạn cần chú ý đến những cái điểm này. Trong công việc thì ở đây cũng có thể nói đến việc là các bạn có một sự thay đổi nào đó về cơ cấu nhân sự, nhưng mà không phải là bị cắt chức gì đâu, mà có thể là một ai đó sếp của các bạn, đồng nghiệp thân thiết liên quan trực tiếp với các bạn đã đến tuổi về hưu chẳng hạn, hoặc là đã đến đến lúc còn cần nghỉ. Đây là một cái kế hoạch đã được dự báo trước, và cái việc này nó sẽ xảy ra ở trong cái tháng 10 này. Về cái khía cạnh tình cảm á, ở đây thì mình thấy cái khía cạnh tình cảm của các bạn á, mình có một cái, mặc dù các bạn ở đây các bạn có rất là nhiều cái lá nói về việc là cái tình cảm của các bạn nó sáng, nó ổn và nó có một cái khởi đầu mới, nhưng mà mình vẫn vẫn cảm giác được á, là cái sự tập trung các bạn nó lại nằm rất là nhiều ở cái khía cạnh công việc. Có thể thật sự là các bạn tìm được một cái đối tượng mới ở trong cái vấn đề tình cảm các bạn, một cái người nào đó mới đến với cuộc sống các bạn, nhưng mà trong công việc các bạn đang có một cái đích đến, các bạn đang có một cái mục tiêu, và các bạn vẫn sẽ thực hiện cái mục tiêu đó. Các bạn sẽ để cái công việc nó ảnh hưởng, nó chiếm có thể là 70 hoặc 80% cái thời gian, cái sức lực của các bạn trong cái cuộc sống. Cho nên khi một cái nhân vật mới đến á, các bạn vẫn sẽ đón nhận cái điều đó. Tuy nhiên mình không nghĩ là các bạn sẽ quá sốt sắng, các bạn sẽ lập tức triển khai một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là bắt tay xây dựng mối quan hệ, mà các bạn sẽ để nó phát triển hơi chậm, và các bạn tập trung vào cái việc mà mình xây dựng cái sự nghiệp cá nhân. Mình thấy rằng các bạn nhìn thấy được một cái đích đến nào đó, và các bạn nghĩ rằng cái giây phút này các bạn tập trung cho cái đích đến đó thì cái kết quả nó sẽ thành. Các bạn đã chờ mong cái giây phút này rất là lâu rồi. Cho nên mình thấy là các bạn tập trung vào sự nghiệp thì cũng tốt, không có gì hết, mọi thứ nó rất là ổn. Nhưng mà cái nhân vật mà các bạn có thể gặp ở trong cái tháng 10 này á, đó là một cái nhân vật mình cảm thấy tương đối phù hợp với các bạn. Cho nên nếu có thể các bạn hãy cho đối phương đó một cái cơ hội để họ bước vào trong cuộc sống các bạn. Chúng ta không có cần nhất định phải vội vàng thiết lập một cái gì đó với nhau, nhưng mà chúng ta có thể cho nhau cái cơ hội để bước vào cái cuộc sống của đối phương. Và ở đây mình thấy nó cũng có thể là các bạn lập tức nhận, các bạn biết cái người này đang đang thích mình, nhưng mà các bạn lập tức phải xử lý mỗi công việc, các bạn nhận được một cái lịch công tác đi đâu xa, hoặc là các bạn có một chuyến chuyển chi nhánh chẳng hạn. Cũng có thể đây nói là trường hợp là các bạn mà đang có đôi có cặp á, thì các bạn sẽ bị cái yếu tố công việc nó chi phối, hoặc là vì công việc, vì lý tưởng của mình các bạn phải tạm thời cách xa đối phương, ví dụ như đi du học, đi công tác ở một cái chi nhánh nước ngoài, hoặc là chuyển trụ sở chẳng hạn. Nó có những cái khía cạnh đó. Cho nên ở đây mình lời khuyên của mình dành cho các bạn là hãy cứ đi theo cái lý tưởng các bạn, nếu các bạn cảm thấy đó là điều các bạn muốn làm. Tuy nhiên là đừng có đóng sập hết tất cả mọi cái cánh cửa. Hãy cứ để đối phương đến và trở thành một người bạn của các bạn thì nó cũng rất là tốt. Và cái tháng này á, mình thấy với những cái sự mà bước chuyển biến quan trọng trong khía cạnh công việc của các bạn á, các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi áp lực và nó hơi stress, nó hơi căng thẳng với các bạn. Và song ngư á, thì các bạn, mình nghĩ là các bạn, nếu các bạn xây dựng được một cái thế giới riêng cho các bạn, một cái thế giới mà chỉ còn mỗi lần các bạn bước vào các bạn sẽ tìm được niềm vui á, thì nó sẽ tốt hơn và nó giúp các bạn cân bằng được nhiều hơn. Vì đối với song ngư mà các bạn phải phải vật lộn với cuộc sống thực quá nhiều như thế này á, thì có thể các bạn sẽ cảm thấy khá là mệt mỏi, khá là bị cạn kiệt năng lượng. Cho nên ở đây mình là các bạn hãy tạo cho bản thân một cái thói quen, một hoặc là một cái nơi chốn, một cái thế giới ở đó các bạn có thể có được cái niềm vui, có được cái sự thoải mái, và các bạn có thể thực hành thiền. Vì trong khi mà các bạn thiền á, thì các bạn có thể là buông bớt, thả lỏng bớt những cái và là những cái gì, những cái căng thẳng mệt mỏi, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái tính toán nó liên tục nó chạy trong đầu. Và thiền ở đây á, các bạn cũng không có còn thất thiết phải coi nó là cái việc đó gì đó ghê gớm, phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, ngồi im nhắm mắt. Thiền chỉ đơn giản, mình cảm thấy mình thích cái khái niệm là thiền chỉ đơn giản là các bạn dừng lại và các bạn bước lùi, và các bạn biết rằng bản thân các bạn là cái ý thức quan sát hết tất cả mọi cái suy nghĩ. Các bạn đứng lại và các bạn không chạy theo suy nghĩ nữa, cũng không để cái suy nghĩ xách các bạn chạy đi nữa. Các bạn chỉ tập trung sống ở trong cái giây phút hiện tại này thôi. Các bạn chỉ tập trung ý thức về hơi thở của mình, về cái sự tồn tại hiện hữu của cái cơ thể này, và các bạn thôi không để đầu óc các bạn dẫn các bạn đi đâu nữa. Các bạn có một cái sự buông, nó thiền không phải là các bạn ép cho những cái suy nghĩ nó không xuất hiện, mà ngược lại các bạn để cho nó xuất hiện rồi nó tự biến mất.
và không có phán xét nó, không có chạy theo nó, không có đuổi theo nó. Nhưng mà với cái kinh nghiệm cá nhân của mình á, khi các bạn rơi vào cái trạng thái là các bạn thả lỏng và để cái suy nghĩ nó xuất hiện á, các bạn sẽ không phải bị ngợp đâu. Mà khi mà các bạn thật sự trở thành cái người quan sát cái suy nghĩ á, thì ngay khi một cái suy nghĩ nó xuất hiện á, các bạn sẽ lập tức nhận ra nó, và cái giây phút các bạn nhận ra nó, cái suy nghĩ đó nó sẽ biến mất. Nó sẽ không còn làm phiền các bạn nữa. Thì cũng đôi khi có những lúc chúng ta sẽ để cái suy nghĩ nó dắt đi xa 5 phút, 10 phút, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ lập tức ý thức được và chúng ta sẽ quay trở về với bản thân chúng ta. Và cứ mỗi lần như vậy á, chúng ta sẽ giữ được bản thân trong cái trạng thái buông thư, cái trạng thái thả lỏng, cái trạng thái quan sát nó lâu hơn, và những điều đó nó tốt, nó cân bằng bớt cái sự mệt mỏi, căng thẳng và những cái luồng suy nghĩ nó làm các bạn mệt mỏi. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn song ngư trong tháng 10 này. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với các bạn cự giải. Chào cự giải, chào mừng các bạn đã đến với trải bài dự đoán chung. Và tình hình tháng 10 của các bạn thì nói lên cả vấn đề công việc lẫn tình hình tình cảm của các bạn. Chúng ta hãy cùng xem các bạn cự giải có gì nha. Sao bài các bạn sao bài của mọi người hôm nay lên lớn dữ ta? Ok, đối với các bạn cự giải ở trong cái tháng này á, thì mình không có cảm thấy đây là một cái tháng nó dịu dàng của các bạn. Tháng này nó sẽ không dịu dàng với các bạn lắm ha. Thứ nhất, trong công việc các bạn còn phải hết sức lưu ý cái vấn đề là các bạn khi mà các bạn làm việc về giấy tờ á, về giấy tờ, về pháp lý hoặc là những cái gì mà liên quan đến pháp luật, thì các bạn hết sức cẩn thận. Các bạn còn phải cẩn thận vấn đề đó, bởi vì mình thấy cái tháng này cái vấn đề đó nó sẽ ảnh hưởng với các bạn. Các bạn phải cẩn thận không chỉ trong việc đóng dấu, ký tá giấy tờ, mà công việc trong con số, trong tính toán các bạn cũng phải cẩn thận. Nhìn chung cái tháng này nếu mà các bạn làm giấy tờ là các bạn phải cẩn thận. Và mình thật ra mình thấy ở đây ha, mình thấy ở đây là đối với một số trường hợp cự giải thì có thể là cái tin này nó không được vui vẻ cho lắm, nhưng mà với một số cự giải có thể các bạn sẽ nhận được một cái quyết định nó không có được hay ho lắm. Nó không có được vui vẻ lắm từ phía cấp trên các bạn. Có thể cái quyết định này nó liên quan đến cái vấn đề các bạn phải thuyên chuyển sang một chi nhánh nào đó nó không có được tốt bằng nơi này, hoặc là các bạn chuyển xuống một bộ phận khác, hoặc là các bạn bị cắt giảm nhân lực chẳng hạn. Và nó nằm ở cái trường hợp đó. Thật ra mình thấy ở đây á, nó không phải là hoàn toàn theo cái việc là các bạn mất việc và các bạn không còn việc gì để làm. Nhưng mà nó theo cái việc là có thể có một cái mục tiêu nào đó các bạn phấn đấu và bây giờ là các bạn không có đạt được cái mục tiêu đó. Các bạn bị chuyển đến một cái nơi nào đó khác, các bạn bị chuyển xuống một cái cấp nào đó thấp hơn. Cho nên các bạn cảm thấy rất là nản, các bạn cảm thấy rất là khó chịu. Và cái điều này nó đưa đến một cái suy nghĩ, đó là liệu mình có nên nghỉ việc luôn hay không? Tại sao lại cứ phải tiếp tục làm một cái việc mà mình không thích? Và ở đây mình thấy á, những cái điều này nó thể hiện á, một cái việc đó là cái tháng này của các bạn á, nó có thể cái mức độ nó có thể khác biệt với từng người, nó cũng không nhất định nó phải xảy ra hoàn toàn như vậy. Tuy nhiên, một cái năng lượng chung á, là cái tháng này nó không phải là một cái khoảng thời gian để các bạn cự giải hoàn toàn là bung lụa trong công việc. Các bạn làm việc các bạn không phải hết sức cẩn thận. Mình thấy là các bạn sẽ thường xuyên rơi vào những cái tình huống phân vân nè, lựa chọn, và những cái lựa chọn của các bạn á, mình cảm thấy thông thường nó sẽ không có được sáng suốt. Cho nên các bạn phải hết sức là chú ý làm chậm chậm thôi. Những cái việc xúc tiến này nọ chậm thôi, bởi vì mình thấy nó sẽ có nhiều cái bước ngoặt mà các bạn không ngờ, hoặc là những cái việc nó đột biến nó xảy ra mà các bạn không có lường trước được. Cho nên để tránh cho bản thân rơi vào một cái tình trạng là mình bị đại khái là mình bị bất ngờ xong kế hoạch nó thay đổi mình không kịp á, thì các bạn nên làm chậm, làm kỹ, cẩn thận từng bước thôi. Và mình thấy cái tháng này á là một cái tháng mà đòi hỏi các bạn rất là tỉ mỉ, và các bạn nên tin tưởng nhiều vào chính bản thân mình. Ở đây mình không có nói là
Người khác sẽ hại các bạn hay như thế nào, nhưng mà mình thấy cái đây là một cái tháng á, cái chỗ dựa lớn nhất cho các bạn là chính mình. Các bạn phải đừng có để bị người này nói qua người kia nói lại, sau đó mình cảm thấy mình bị lung lay hay là mình bị hoảng loạn, mình bị không có rõ ràng. Không nên như thế. Cái tháng này nếu các bạn được khuyến khích làm việc độc lập thì các bạn cứ làm, hoặc là các bạn được khuyến khích là mình nên đọc một cuốn sách nào đó, đọc một quyển giáo trình, hay là một cái nhận một cái khóa tu nghiệp nào đó, các bạn cảm thấy hứng thú, các bạn cảm thấy được thích cái việc đó thì các bạn cứ làm, nó sẽ tốt cho sự phát triển tương lai của các bạn. Và như mình nói ha, nếu các bạn nào muốn mà ví dụ như hợp tác mới nè, ký kết mới nè, hay là một cái gì đó mới, khởi động một cái dự án, một cái chương trình gì đó mới, thì các bạn thứ nhất là các bạn nên rà soát hết kỹ tất cả các bước, làm chậm chậm thôi. Còn nếu không á, nếu được á, thì mình nghĩ các bạn nên dời một cái thời gian khác, bởi vì cái thời gian tháng này mình cảm thấy nó không tốt cho các bạn trong cái vấn đề công việc. Các bạn sẽ gặp nhiều rắc rối liên quan đến những cái tình huống bất ngờ, liên quan đến những cái việc giấy tờ pháp lý nó sẽ không có chạy, nó không có suôn sẻ. Và ở đây nếu các bạn phân vân một cái điều gì đó, lắng nghe cái tiếng nói bên trong mình, đừng có để bị người khác xúi giục và hãy cẩn thận lựa chọn. Còn nếu các bạn cảm thấy các bạn lựa không được thì các bạn có thể dời cái quyết định lựa chọn này sang một cái thời điểm khác nó thích hợp hơn cho các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Và những cái gì mà nó ví dụ nó xảy ra trong cái tháng này, nếu mà nó không được như các bạn mong muốn á, thì đúng là nó một phần nó bắt nguồn từ những cái hệ quả mà chúng ta đã làm ở phía trước, nó ảnh hưởng đến cái kết quả hiện tại. Nhưng mà một phần cũng là do các bạn đang được thúc, các bạn đang được đẩy đến một cái sự phát triển. Bởi vì giống như là các bạn đã thấy được những cái sự không ổn rồi, các bạn đã thấy được những cái gì mà các bạn không phù hợp rồi, nhưng mà các bạn không hành động, các bạn không có cái sự thay đổi nào hết, cho nên buộc lòng vũ trụ phải bước vào bằng cái cách là đánh sập những cái gì mà các bạn ảo tưởng, những cái danh tính giả, để các bạn có thể có cơ hội tìm được một cái danh tính thật cho mình. Còn nếu các bạn nào đó đang trong cái tình trạng suy sụp, các bạn đang đang đã trong tình trạng suy sụp rồi một cái thời gian rồi, thì nó cái tháng 10 này sẽ báo hiệu những cái bước chuyển biến, cái vấn đề nó sẽ dần dần nó nhìn thấy cái phương hướng. Nhìn chung là nó sẽ có một cái bước ngoặt nó đánh dấu các bạn, cho nên các bạn cần phải lưu ý và thận trọng trong công việc của mình trong tháng 10 này. Còn về vấn đề tình cảm thì mình thấy là các bạn sẽ có tình yêu mới dành cho những cái bạn nào mà các bạn đang ở trong tình trạng độc thân á, hoặc là các bạn có thể vừa chia tay một cái mối quan hệ, hoặc là đã chia tay một cái mối quan hệ lâu rồi, thì các bạn sẽ có một cái tình yêu mới. Tuy nhiên mình thấy rằng á, các bạn có một cái gì đó vương vấn người cũ, các bạn có một cái gì đó ở quá khứ mà các bạn không có buông được, các bạn không có thoải mái được, các bạn không có hoàn toàn là giống như là mang một cái tâm thế thoải mái mới mẻ để bước vào đón nhận cái tình cảm này. Mặc dù các bạn cũng có tình cảm với người mới, các bạn cũng nhận ra được rằng cái nhân vật mới này á là một cái nhân vật họ họ thuộc trong cái show family của các bạn, có nghĩa là họ thuộc trong những cái người mà hợp ý với các bạn, hợp tính hợp tình với các bạn, những cái người hỗ trợ cho các bạn trong cái hành trình phía trước. Nhưng mà các bạn không có hoàn toàn dành 100% tâm ý cho họ, bởi vì các bạn vẫn còn một cái gì đó nó vương vấn quá khứ. Mặc dù các bạn biết cái mối quan hệ quá khứ là một cái mối quan hệ nó không tốt, nó là một cái mối quan hệ nó độc hại, nó không có được lành mạnh cho các bạn, nhưng mà các bạn vẫn còn vương vấn, các bạn vẫn còn bám trụ vào cái mối quan hệ đó. Thì đây cũng là một cái đặc tính của cự giải ha, một trong những cái việc là các bạn không thể nào, không phải không thể nào mà là khó buông được một cái gì đó, đặc biệt là khi thứ đó gắn liền với cái cảm xúc, với cái kỷ niệm ở bên trong các bạn. Thì ở đây ha, một lời khuyên dành cho các bạn ở đây mình thấy á, đó là nếu mà các bạn hoàn toàn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ á, thì các bạn không cần phải bước vào. Các bạn có thể nói thẳng với người đó là các bạn chưa sẵn sàng, các bạn chưa quên được người cũ, hoặc là các bạn nói với họ là tôi chỉ có thể đón nhận bạn với khía cạnh là người bạn thôi, bạn thân thôi, một chỗ dựa thôi, chứ tôi không thể đón nhận các bạn với khía cạnh là người yêu được, bởi vì tôi chưa sẵn sàng. Thì mình thấy nếu mà các bạn thật sự cảm thấy vậy thì các bạn cứ nói với cái người đó như thế, các bạn không cần phải phải cố gắng gồng lên, không cần phải cố gắng vì sợ người này buồn người kia buồn, không không cần phải như vậy. Các bạn phải thật thật với bản thân mình, thật với cảm xúc của mình thì cái kết quả nó mới có thể tốt đẹp được.
Bởi vì chỉ có sự thật nó mới trường tồn, nó mới tồn tại mãi. Còn những cái gì mà các bạn gồng lên, các bạn không phải là các bạn á, thì trước sau gì nó cũng sẽ sụp đổ, trước sau gì nó cũng sẽ bị lộ diện. Và đây mình thấy thật ra cái việc các bạn níu kéo cái chuyện trong quá khứ á, nó là một cái hành động mà là một cái hành động vô ích. Bởi vì mình thấy cái câu chuyện quá khứ nó đã kết thúc rồi, nó đã không còn nữa, nó đã chết rồi. Ở đây các bạn có thể thấy giống như là cái con hải cẩu này nè, nó đã mình cảm thấy đây là nó đã chết rồi. Và việc các bạn có khóc thương buồn bã, các bạn có đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì cái việc này nó cũng không thể thay đổi, và cái nhân vật, cái mối tình đó nó cũng không thể nào sống lại được, và nó đã đi đến hồi kết. Nhưng mà có thể bởi vì cái nhân vật này là rất là gần gũi với các bạn, quan trọng với các bạn, hoặc là hai bạn có một cái khoảng thời gian tương tác với nhau lâu, có thể là đi từ tình bạn thơ ấu lên thanh mai trúc mã chẳng hạn, cho nên các bạn khó buông bỏ. Nhưng mà ở đây mình thấy là các bạn vẫn hãy buông bỏ cái mối quan hệ này ra, buông buông tay nhau ra, không phải để cái gì hết, mà là để các bạn có được những cái sự phát triển nó tốt hơn, trở thành cái người các bạn thật sự trở thành, và có được những cái sự kết nối nó phù hợp hơn với các bạn. Các bạn cũng có được những cái lời khuyên khuyến khích là hãy gần gũi với tự nhiên, hãy hướng về phía tự nhiên hơn. Hầu như là trong cái trải bài của mình cho tầm 6 cung vừa rồi là các bạn đều có chung một cái lời khuyên là hướng về tự nhiên, trồng cây, nuôi thú cưng, ăn những cái thức ăn sạch, thực phẩm sạch có nguồn gốc, ví dụ như là thực dưỡng chẳng hạn, nó sẽ tốt cho cái sự căng thẳng của các bạn. Nhìn chung cái tháng này á, thì mình thấy cái tâm trí của cự giải á, nó sẽ bị rất là nhiều cái điều tác động. Các bạn sẽ có nhiều cái sự không rõ ràng từ chính cái yếu tố là các bạn có những cái khúc mắc chưa giải quyết được với bản thân mình. Cho nên ở đây á, mình thấy á, cự giải trong tháng này á, các bạn còn nhiều thời gian hơn để bình tâm suy nghĩ lại. Nếu các bạn cảm thấy cái gì đó các bạn chưa sẵn sàng, chưa muốn quyết định thì các bạn không cần phải quyết định. Và đặc biệt là các bạn phải rõ ràng với bản thân, các bạn phải biết cái gì là thật với mình, không gồng lên, không sống vì kỳ vọng người khác, không sống vì sự vui buồn người khác, mà sống vì bản thân mình, vì cái sự vui buồn của cá nhân mình. Đó mới là cái điều tốt nhất dành cho các bạn. Và đây là những gì mà mình thấy dành cho các bạn cự giải trong tháng 10 này. Mình hy vọng là mang được thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trái bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Tạm biệt.